Và để làm được điều đó, các bạn hãy gửi đến những bài hát mình yêu thích đến cho cô dâu chú rể trong buổi nhạc ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta bắt đầu sân khấu. Sang Hôm hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và lời đầu tiên thì em xin gửi đến Linh, quý vị ban giám khảo cũng như là các khán giả trường quay, các giả xem chương hình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quá dữ luôn. Đã hát tốt à. Thầy là làm đoàn đúng không? Dạ, công tác đoàn đúng em không? Làm công tác đoàn đội ạ. Hèn chi thấy cái chi năng lượng là biết liền không? Vâng, và em cũng xin tự giới thiệu là em là Dương Văn Bình, sinh năm 1983, hiện là giáo viên tổng phụ trách đội của trường trung học cơ sở thị trấn Kiên Lương 1, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Và hôm nay thầy thấy rằng là càng ngày thầy càng thoải mái hơn rồi đó. Bây giờ là thoải mái, hát nữa càng hát càng sung á. Dạ, được chị thì... Nói chung là bác nghĩ nếu mà thầy mà không theo nghiệp gõ đầu trẻ là khả năng thầy làm nghệ sĩ cũng là cao lắm á. Thấy tinh thần nghệ sĩ bên trong mình đó. Rất nhiều. Dạ, chúc mừng thầy. Ở tỉnh nhà em cũng là biên đạo múa. Đó, đó, đó. Không sai đâu. Chào đồng nghiệp nha. Nè, MC nè, ca sĩ nè, biên đạo múa nè. Nói chung là thầy làm rất là nhiều nghệ thuật luôn rồi. Ôi thầy, bây giờ hồi nãy giờ là thầy hát rồi. Dạ. Múa hả? Bây giờ thầy giả đò MC một đoạn xong rồi, thầy tự giới thiệu diễn viên múa là thầy luôn đi. Đúng rồi, thầy múa luôn. Đúng rồi. Đó, vậy thí dụ giờ nè, rồi đưa video cái thầy múa vài đoạn luôn ha. Mình xin đại diện cho ban nhạc Lý Hùng gửi đến quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, thì những quý vị đã biết con người của chúng ta, mỗi người chúng ta chỉ có một ngày là trọng đại duy nhất, là một ngày chúng ta lập gia đình. Và đối với một người mà bước vào một ngày quan trọng này thì cái đêm nhóm họ là cái đêm vô cùng quan trọng đối với đôi trai gái. Cái đêm này sẽ để lại nhiều cái ấn tượng tốt nhất dành cho đôi trai gái, và đó là hành trang mà chúng ta sẽ gửi đến cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay, để cô dâu chú rể đem theo cái hành trang này bước vào đời một cách tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Và để làm được điều đó, các bạn hãy gửi đến những bài hát mình yêu thích đến cho cô dâu chú rể trong buổi nhạc ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta bắt đầu sân khấu. Sao đôi trai gái hôm nay có gì nữa e thẹn quá nhỉ? MC sẽ gửi tặng đôi tay lại gãy sắc một điệu múa giới thiệu luôn. Và sau đây thì Bình sẽ mở màn cho cái tiết mục đám cưới ngày hôm nay bằng cách tặng cho cô dâu chú rể một cái tổ hợp bài múa ngắn ngắn thôi. Anh Linh làm gì vậy? Bắt đầu. Thất nghiệp hả anh Linh? Dạ em làm một tổ hợp anh. Rồi bắt đầu. Cảm ơn cô dâu chú rể. Về được chưa? Mình về được. Dạ, không được chứ anh. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.